ngạt hết cả mũi, ngạt hết cả giọng. Chị lại muốn tặng cho bạn Hưng một bài hát. Hưng có muốn nghe bài hát nào không? Biết đâu lại là bài hát mà em gửi tặng luôn bạn gái của mình. Vâng, em muốn nghe một bài My Love của ông chị. My Love, Westlife đúng không em? Vâng. Bài hát đó sẽ nhắn nhủ điều gì ấy? Có nhắn gì không? Em mong là những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn đó thôi. Những điều tốt đẹp nhất là những điều mà Hưng muốn dành cho Năm, đúng không? Vâng. Cảm ơn em rất là nhiều, đã rất là cởi mở, chia sẻ với Phương Hiền và những thực hiện chương trình nữa. Chúc cho em sẽ có được hạnh phúc của mình. Chúc cho em sẽ có được lại một cái cảm giác khi lắng nghe bài hát mà em yêu thích dành tặng cho người ấy nhá. Vâng, em cảm ơn. Hai đứa kề bên rót rượu hồng, nguyện thề sưởi ấm khắp trời đông, cao xanh dưới chán, thề chung dạ, bốn họ phân minh quyết hết lòng, vạn nẻo ba sinh vàng vẫn đợi, muôn trùng sóng gió tiếp còn trong, miễn sao giữ mãi tình tươi thắm, an lạc thanh bình, hỏa ước mong. Dạ, thưa quý vị, cảm ơn thính giả Hiệp Nguyễn rất là nhiều. Mỗi buổi tối thì thính giả Hiệp Nguyễn sẽ gửi đến cho chúng ta một bài thơ. Thanh Thùy để ý nha, mỗi đêm của chương trình Đêm Thành Phố sẽ là một nội dung khác nhau. Thì thính giả Hiệp Nguyễn lắng nghe chương trình và sau đó là thể hiện cái cảm xúc của mình thông qua những cái bài thơ. Và cảm ơn thính giả rất là nhiều, không chỉ là gắn bó cùng với Đêm Thành Phố mà thính giả còn tìm được cái cảm hứng làm thơ xoay quanh những câu chuyện cũng như là nội dung của chương trình Đêm Thành Phố buổi tối ngày hôm nay. Thanh Thùy nhận được rất rất nhiều bình luận luôn. Những thính giả, có thính giả mới, cũng có những thính giả gọi là đồng hành với chương trình rất lâu. Và thưa quý vị, có một vị thính giả bình luận ở trên fanpage của chương trình, gửi những cái lời chào đến cho Thanh Thùy và Nhã Quỳnh trong buổi tối ngày hôm nay. Vị thính giả tên là Hứa Nguyên Huy nè: người ấy của anh ơi, mình cưới nhau nhé, đợi đến ngày đó thôi. Dạ, mình rất là dễ thương đúng không ạ? Vâng, lúc nãy thì Nhã Quỳnh nhớ nè, anh đã chia sẻ và Nhã Quỳnh cứ nghĩ trong đầu đó, Nhã Quỳnh nói với Thanh Thùy là không biết anh nói là đợi anh nhé, là bây giờ là anh đã có chưa? Tóm là bây giờ anh đã có hay chưa? Là đợi đến lúc đó anh mới có, lúc có đó có thì mới thông báo. Và Nhã Quỳnh cũng nhận được sự tương tác của quý vị về hotline của chương trình để mong được kết nối giao lưu. Nhưng mà Nhã Quỳnh vừa định kết nối máy thì nhìn lên đồng hồ, bây giờ đã là 20:51 rồi. Ở chúng ta chỉ còn khoảng 9 phút nữa để có thể trò chuyện và đồng hành cùng với nhau thôi, thì Nhã Quỳnh nghĩ là sợ câu chuyện khi chúng ta kết nối nó sẽ không trọn vẹn, nó sẽ gấp quá thì nó sẽ không trọn vẹn đâu. Nên là Nhã Quỳnh và Thanh Thùy hẹn quý vị thính giả chúng ta sẽ kết nối vào những tối khác, có thể là Thanh Thùy, có thể là Nhã Quỳnh, hoặc cũng có thể là các host khác nữa. Chúng tôi vẫn luôn sẵn sàng kết nối cùng với tất cả quý vị. Và nhớ số hotline của chương trình quý vị nha, đó là 028 3822 1188. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe một món quà âm nhạc đi. Bài hát này rất là dễ thương, Sao Anh Chưa Về Nhà. Xin mời quý vị chúng ta cùng nghe nhé.